Nào, xin chào toàn thể quý khách hàng nhé. Hôm nay thì em Hương lại về thêm được cho mình một siêu phẩm Orlando 7 chỗ ngồi số tự động. Chỉ với 379 triệu là sở hữu được em nó. Thì các bác nhìn cho em, có xứng đáng đồng tiền bát gạo khi mà mình bỏ ra chiếc xe này không? Option thì rất là nhiều đồ chơi. Biển thủ đô nước sơn màu trắng đẹp. Các bác nhìn cho em này, thẩm hộ em xem con này có xứng đáng 379 triệu không nhé. Nhìn ngay cái cụm đèn pha cho em này. Đèn halogen thiết kế cực kỳ đẹp mà siêu sắc nét cho em. Có đèn gầm, xi nhan trên gương để lổ thông minh và có cửa lóc này. Bây giờ thì em xin mời toàn thể khách hàng đi cùng em sâu hơn nữa và chi tiết hơn nữa về chiếc xe Orlando 7 chỗ ngồi số tự động này ạ. Tất cả những đường dập lổ trên thân xe thì các bác nhìn cho em, thẳng là thẳng lượt luôn chứ không phải là thẳng bình thường nhé. Các bác nhìn này, cái đường cong ở cái phần cua lốp, ở phần cua xe, cua lốp xe này rất là đẹp rồi. Khớp lối thì cực kỳ khít, xi nhan trên gương, số tự động 7 chỗ ngồi, 4 cánh cửa đều trang bị cho em nút bấm một chạm thông minh. Gương kính thì liền đời theo xe, với lớp sơn màu trắng cực kỳ đẹp luôn, đời 2015. Em quay chi tiết cho các bác xem. Các bác nhìn cho em này, bút chấm sơn xanh đỏ này là bút chấm QC của nhà sản xuất này, còn nguyên đẹp cho em. Gương kính chỉnh cho em này, các bác chỉ cần nhìn cái này thôi, tay nắm cửa này, móc mở cửa này, sáng choang, ốp mạ chrome. Gương kính cụp chỉnh này, chỉnh gương kính này, hạ động cho em, tự động hạ cái này là cái gì nhỉ? Cái này chắc là cái để cho thơm trong xe thôi. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa. Quay cho mình keo chỉ ghi này. Thời tiết hôm nay thì em quay hơi muộn một chút nên nhìn nó râm râm rồi nên nhìn nó không được sáng. Nhìn cái video nó không được sáng thì em sẽ cố gắng quay thật là kỹ cho mình. Các bác nhìn keo chỉ zin cánh cửa này, nút bấm đinh tán này. Cái lỗ thoát nước này tròn xe xe như thế này cơ mà. 379 triệu. Em nghĩ rằng đây sẽ là chiếc xe mà được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Với mục đích sử dụng gia đình ok mà taxi dịch vụ cũng quá là chuẩn nhá. Orlando mà hiếm lắm luôn đi về được một chiếc này. Móc khóa sáng như thế này, đẹp như thế này. Tất nhiên rồi, khi mà em đã mua xe nhập về thì em phải cho thợ kiểm tra thật là kỹ càng, không đâm xô, không ngập nước, không phạt nguội thì em mới nhập nhá. Chiếc xe này em không trêu được một điểm gì, chỉ đáng tiếc là không biết là bác chủ cũ mông thế nào mà ngồi thì cái da này nó hơi rách. Bình thường như người khác review được, người ta sẽ tránh chỗ này ra, không quay đến, nhưng mà đây chỉ là cái tiểu tiết thôi. Thích thì em, một là em vá lại, khâu lại, hai là em thay luôn bộ ghế da, nhưng ghế da vẫn còn rất là đẹp, rất là mới nên là em cứ để nguyên. Chỉ là cái tiểu tiết thôi. Nhờ bác một lần soi Hương nó quay video nó cứ pha vào những cái chỗ xấu. Tình trạng như thế nào thì mình phải pha thẳng như thế đúng không ạ? Vì khách hàng lên xem xe trực tiếp, có bác nhìn mắt thần thông quảng đại nhìn là nhìn ra ngay, giấu làm gì đúng không ạ? Không việc gì phải giấu. Các bác nhìn cho em này, cụm đồng hồ thiết kế này. Orlando thiết kế của đồng hồ rất là đẹp. Đầu đài nguyên bản theo xe. Và chiếc Orlando 7 chỗ ngồi này là có cửa lóc nhé các bác nhé. Này các bác nhìn cho em này, cửa trời này. Sắt là sành điệu luôn. Đèn này, đèn trần này, cửa trời này, rất là nhiều chế độ luôn. Đây là cái nút mà hạ cửa trời này, nhưng mà em rút chìa khóa rồi. Con này thì có đề lỗ thông minh này. Đầu đài nguyên bản theo xe. Rất là mới luôn các bác nhìn này, rất là mới, một chiếc xe mộc về mà không kịp dọn rửa gì mà vẫn giữ cho mình được một cái phong thái sạch sẽ này. Cần số tự động các bác nhìn cho em, nó hơi bị quáng là vì em quay nó bị ngược lắng, nó hơi bị quáng này. Cái gì đây? Cái này không biết là cái gì, còn sách gì luôn. Đây là tay phanh các bác nhìn này, sáng choang này, hộc để đồ cho em này, tẩu thuốc này, sấy sưởi kính này, đề lỗ thông minh này. Cái này là auto này, là đèn pha, cái này là cái cụm đèn pha auto tự động này. Cái hộp này chắc là dấu quỹ đen rồi, vì mở ra chỉ chẳng thấy gì cả, thấy mỗi cái hộp không. 379 triệu để sở hữu con Orlando này thì có xứng đáng không ạ? À, bình thường thì cái vô lăng này nó là da, nhưng là vì bác chủ cũ là có bọc cho em nó một cái ốp vô lăng đấy, nên là thời gian sử dụng nó sẽ quay, không không may nó bị sức sức một tí nhẹ này thôi, không sao cả. Một là em sẽ đi đánh lại cho nó mới, hoặc là em sẽ bọc cho nó một cái áo da mới ở trên vô lăng cho nó đẹp thôi. Chứ còn những cái đấy là những cái tiểu tiết rồi. Nhiều người người ta sẽ giấu đi không quay, nhưng riêng em quay hết, xấu nào em quay hết. Nút bấm một chạm thông minh trên cánh cửa này, táp ly cửa này, đây đây là những cái điều mà em tự hào về chiếc xe này. Đáng đồng tiền bát gạo này. Các bác nhìn từng con bấm đinh tán này, sắc lét như thế này cơ mà. Cánh cửa này, không một chiếc các ốc nào mà bị vặn xoáy luôn. Nhiều lúc cũng phải lẻ phải thợ cho mình, tại sao lại mồm lại duyên dáng lại khéo léo mà
khách không muốn bán xe mà gạ kiểu gì mà bán được xe. Một chiếc xe đẹp khách bán còn tiếc như thế này thì hỏi sao các bác chả đua nhau tranh nhau đúng không ạ? Đăng clip nào lên phát là các bác ủng hộ ngay. Hàng ghế thứ hai thì rất là rộng này, ghế da chắc chắn đẹp cho em. Chỉ mất mỗi một tí ghế da ở phía trước của bác Tài nó hơi bị rách một tí thôi. Em vừa em quay nó rách một tí thôi. Điều hòa nóng lạnh hai vùng các bác này, nóng quá là các bác chỉnh, rét quá các bác cũng tự chỉnh này. Có cái cổng sạc cho em. Hàng ghế thứ hai rất là rộng rãi luôn. Cửa lóc đây các bác nhìn cửa lóc cho em này. Đèn trần vẫn hoạt động hoàn toàn bình thường. Táp ly cửa bên đây cũng vậy luôn. Hàng ghế sau này em đang ngồi trong cái khoang ghế thứ hai để quay cho mình cái hàng ghế thứ ba. Nếu như mình ngồi đủ 3 hàng ghế thì khoang cốp chừa lại sẽ ít thôi. Nhưng nếu như mình không ngồi đủ 3 hàng ghế thì cái hàng cốp phía sau nhá, nó là một khoang cốp cực kỳ lý tưởng luôn. Đi chéo tắt sang bên đây một chút này. Mở cái cửa bên đây ra cho khách hàng nhà mình xem này. Ôi, táp ly đẹp căng luôn. Xuyên cho xuyên vào. Xuyên từ bên đây sang bên đây luôn cho mình xem. Các bác nhìn cho em này. Ghế da tự tin đẹp như thế này cơ mà. Hạ cái này xuống, bấm một cái này là hạ cái ghế này xuống, là để cái hàng ghế thứ ba là ngồi hẳn hoi cho em. Đó. Táp ly đẹp xuất sắc luôn. Orlando phải gọi là xuất sắc luôn đấy ạ. Đây ạ, các bác nhìn cho em này. Con ốc nó còn đẹp này. Cái phần gioăng cửa này. Nhiều khách hàng đi xem xe rất là cẩn thận kỹ mà, vì bỏ ra một đống đồng tiền bóc cả cái gioăng này ra nhìn. Nhưng mà vì em là lữ xong một tay em cầm điện thoại, cái gioăng này nó khít lắm em không bóc được ra. Chứ em bóc được ra cho các bác xem luôn, chuẩn chỉ luôn. Đây ạ, các bác nhìn em móc khóa cửa sáng choang. Rất là đẹp luôn nhá. 379 triệu. Nút bấm một chạm thông minh 4 cánh cho em. Chỗ nào kính gương cứ khu vực không mà. Khu vực nào mà là gương kính thì đều là liền đời theo xe cho em. Móc khóa này, tay nắm cửa này, sáng chưa? Sáng xoay gương được luôn. Táp ly cửa đẹp căng. Keo chỉ zin, nút bấm đinh tán này, móc khóa trẻ nhỏ thông minh này. Ghế da này chỉnh này. Túi khí an toàn ở trên má ghế cũng có túi khí an toàn nhé. Bản này rất là nhiều túi khí luôn. Và con này thì có cho em mà hỗ trợ chống trơn trượt đổ đèo, đề lổ thông minh, táp lô không cần gì phải chê đâu. Điều hòa này, túi khí này. Bản này nhiều túi khí lắm ạ. Xuất sắc luôn. 379 triệu. Mọi thông tin chi tiết các bác cứ liên hệ cho số điện thoại 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Gầm bệ đây ạ. Không hề mục mọt nhé. Phanh ABS na răng thể thao này. Các bác nhìn cho em cái lốp nó còn sâu thế này thì còn lâu mới phải thay. Đấy, hôm nay là em đi hơi tắt chéo. Các bác nhìn nhé. Xe nó đẹp quá. Đứng chỗ này nhìn đến chỗ kia nó lại đẹp, lại quay luôn. Đi sâu xuống đây. Đi sâu xuống đây quay cho mình khoang hàng cái lốp phía sau này. Cũng là phanh ABS này, la răng thể thao này. Gầm bệ không hề bị mục mọt. Xuất sắc chưa ạ? Gương kính này. Kính các bác nhìn cho em này, 2015 đây. 2015 liền đời chưa ạ? Xăng này. Phía sau của chiếc Orlando này thì có cho em 4 mắt cảm biến va chạm này. Cụm đèn hậu phía sau thì rất là to bản luôn. Thiết kế sâu hơn vào trong phần khoang lắp cốp nhé. Orlando của các bác đây, xuất sắc chưa? Ui dồi ôi, mở khoang cốp lên cho mình nhìn nào. Khoang cốp đây, hàng ghế thứ ba em chưa dùng đến thì em đã gập xuống rồi. Lên lắp xong một cái khoang cốp rất là to. Nhưng nếu các bác ngồi đủ thì các bác kéo lên như thế này. Đấy, thì khoang cốp nó sẽ còn lại chừa lại một chút thôi. Đây, ui nặng quá. Một tay cầm điện thoại, xong tay trái lại kéo ghế này các bác nhìn này. Hàng ghế thứ ba này, sắc nét cho em chưa ạ? Còn ở đây, dụng cụ tăng kích nốt này. Dụng cụ tăng kích nốt đây ạ. Nếu như ngồi đủ 3 hàng ghế thì khoang cốp chừa lại nó sẽ còn từng đây. Máng nước đẹp cho mình. Một video chi tiết full HD không che. Full HD không che một cái gì luôn. Tình trạng xe như thế nào thì em sẽ báo như thế này. Cái điều cấm kỵ là đâm xô ngập nước, cũng như là hồ sơ tranh chấp phạt nguội, cái đấy là điều cấm kỵ rồi. Nên các bác không phải lo lắng vấn đề đấy đâu. Cái đấy em sẽ check hoàn toàn cho mình rồi nhé. Quan trọng là gì? Tin tưởng giữa hai bên, tin tưởng giữa người mua và người bán này. Quá là xuất sắc đúng không ạ? Bây giờ thì em sẽ quay cho mình khoang động cơ máy móc của chiếc xe Orlando này. Biển thủ đô đây các bác này, biển thủ đô nhá. Bốn mắt cảm biến này. Em sẽ quay cho mình cái phần gầm của xe nhá. Gầm của xe đây ạ. Với chiếc xe Orlando này thì lốp sơ cua nó được thiết kế tinh tế là chui xuống gầm như thế này. Đó, chổng mông lên mà chui vào quay gầm cho khách hàng nhà mình xem. Có đèn báo rẽ trên cao phía sau này.
bốn mắt cảm biến va chạm này, chống trơn trượt, hỗ trợ đổ đèo cho em. Cái cửa kia là vừa em chưa đóng khít nên nhìn nó hơi bị rão ra như thế, chứ không phải là nó bị thế đâu nhá. Chưa đóng khít ấy, vừa có xe nhưng em đóng nhẹ. Đó, đóng khít lại sẽ như thế này này. Sắc nét cho em không ạ? 379 triệu, gọi là 380 triệu đi. Bao rút hồ sơ cho mình. Và đi ship luôn cho những bác nào quanh quanh khu vực 100 km thì em sẽ phải đi ship luôn đi. Cho nó tơi luôn. Táp ly đây các bác nhìn cho em, đẹp không ạ? Móc khóa trẻ nhỏ thông minh, keo chỉ zin. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin cho em nhé. Đấy, cái điều mà em hơi tiếc một chút là cái ghế da này này nó hơi bị rách một chút thôi. Không sao cả đúng không ạ? 4, 5 ghế, 6, 7 ghế da kia đều ok. Chỉ có một chỗ bác tài thì chắc là bác ngồi hơi hơi một chút không việc gì. Chẳng làm sao cả. Đề lỗ thông minh, cửa lắp cảm biến va chạm quá là xuất sắc cho một chiếc xe Orlando. Số tự động 7 chỗ ngồi. Và đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe Orlando 7 chỗ ngồi đây ạ. Các bác nhìn cho em. Các bác nhìn cho em này. Động cơ máy móc xe mộc nên có hơi bụi một chút này. Nước làm mát, ụ giảm chấn, giảm sóc. Đây các bác nhìn kỹ cho em. Rất là xuất sắc luôn. Tai đèn không hề bị đâm đụng này. Không hề bị dỉ dầu, dỉ nước nhá. Đâu, chỗ nào các bác cần nhìn kỹ chỗ nào thì em zoom kỹ cho mình đây. Đi thật chậm máy quay thôi để các bác nhìn kỹ này. Thật là chậm đây. Rất là chậm luôn đúng không ạ? Ngay từ cái thảm này, chống nóng, giảm nhiệt còn nguyên như keo chỉ zin ở bên lắp cabo. Lốt của nhà sản xuất này, những cái ụ này là cái nút cao su này. Bấm đinh tán đây ạ. 379 triệu. Bao rút hồ sơ, free ship 100 km quanh quanh khu vực Hải Dương và những khu vực lân cận. Free ship cho mình là quanh quanh 100 km nhé. Cam kết không đâm xô, không ngập nước. Địa chỉ bày bán bên em là 51 Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Số điện thoại em giao dịch 0354602790. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ để em có thể là làm việc cùng với mình nhé. Video của em đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu của em vào những video tiếp theo. Orlando 2015 số tự động 7 chỗ ngồi 379 triệu. Lê Hương ô tô Hải Dương ạ.